Rồi tiếp tục ha. Bây giờ tới hai nguyên tử hydrogen và một nguyên tử oxygen kết hợp lại bằng liên kết cộng hóa trị tạo ra một phân tử nước. Cái này hiểu ha. Bây giờ bốn nguyên tử hydrogen có thể đáp ứng hóa trị cho một nguyên tử carbon tạo thành chất methane. Methane là một chất độc, độc kinh khủng lắm. Mà cái này con biết ha, cái hóa cái gọi là cái gì đó, bốn nguyên tử methane độc. Độc lắm hả bạn? Cái gì? Cái methane độc lắm hả bạn? À, chất methane là độc lắm. Liên kết hóa trị ở bốn loại phân tử, liên kết hóa trị đơn bao gồm một cặp electron góp chung. Nói chung, số electron cần để hoàn chỉnh lớp hóa trị của nguyên tử xác định nguyên tử sẽ hình thành bao nhiêu liên kết. Có bốn cách thể hiện các liên kết mô hình không gian gần với hình dạng thực của phân tử. Có bốn cách. À, có bốn cách là con hiểu rồi. Cái này con phải thuộc nó nha. Hiểu và thuộc nó. Bây giờ mỗi nguyên tử có thể chia sẻ được các electron hóa trị có khả năng tạo số liên kết tương ứng với số liên kết hóa trị mà nguyên tử đó có thể hình thành. Khi liên kết hình thành, chúng bù thêm electron vào lớp hóa trị cho đầy đủ để cho nó hoàn chỉnh đó. Ví dụ khả năng hình thành liên kết với oxygen là 2. Khả năng hình thành liên kết đó được gọi là hóa trị của nguyên tử và nó thường bằng với số electron cần được ghép đôi để hoàn chỉnh lớp ngoài cùng. Hãy xem bạn có thể xác định được hóa trị của hydrogen, oxygen, nitrogen và carbon bằng cách xem xét sơ đồ phân bổ electron. Bạn có thể thấy rằng hóa trị của hydrogen là 1, của oxygen là 2, của nitrogen là 3 và của carbon là 4. Con có hiểu này không? Ok, hóa trị của hydrogen là 1. Đúng không? Hóa trị tại vì nó có một electron ngoài cùng, số electron ngoài cùng là số hóa trị đó mà. Số electron hóa trị. Đúng rồi, bởi vì nó không có hoàn chỉnh. Thì bây giờ phải hóa trị nó để cho nó hoàn chỉnh. Bây giờ của oxygen vậy đó, oxygen nó có 6 phải không? Electron thì bây giờ bởi vì nó thiếu, nó phải cần thêm 2 nữa thì cái hóa trị của nó là 2, của nitrogen là 3, của carbon là 4, carbon là 6. Đúng không? Mà giờ nó hóa trị nó phải cần, tại sao nó phải là 4? Tại sao nitrogen nó là 3? Tại vì cái số electron ở ngoài lớp ngoài cùng của nó là 3. Rồi, vậy con hiểu rồi là được rồi. Phải hiểu là ok. Bây giờ, tuy nhiên có những trường hợp phức tạp hơn như phosphorus là pi, một nguyên tố quan trọng khác đối với sự sống. Phosphorus có thể có hóa trị 3 như chúng ta thấy có 3 electron không được ghép đôi ở lớp hóa trị của nó. Tuy nhiên trong các phân tử có ý nghĩa sinh học quan trọng, phosphorus có thể tạo 3 liên kết đơn và 1 liên kết đôi. 3 liên kết đơn và 1 liên kết đôi. Như vậy là nó nhiều lắm, vì vậy nó cũng có thể có hóa trị 5. Nó bảo cái đó rồi bạn. Ừ, sao? Cái này là trường hợp đặc biệt á. Ừ. Trường hợp này là trường hợp phức tạp. Tại sao nó như vậy? Ui. Bây giờ nè, phosphorus có thể có hóa trị 3 như chúng ta thấy. Có 3 electron không được ghép đôi ở lớp hóa trị của nó. Ok. Nó không được ghép đôi. Tuy nhiên trong các phân tử có ý nghĩa sinh học quan trọng, phosphorus có thể tạo 3 liên kết đơn và 1 liên kết đôi. 3 liên kết đơn. 3 liên kết đơn là 3, 1 liên kết đôi là 2 nữa là 5. Còn thêm 5 cái nữa. Ừ. 5 cộng với 3 là 8. Đúng rồi bà. Ừ. Bây giờ các phân tử H2 và O2 là các nguyên tố tinh khiết nha, pure substance, so với các hợp chất, vì hợp chất là sự kết hợp của hai hoặc nhiều nguyên tố khác nhau. Nước có công thức hóa học là H2O là một hợp chất, cần hai nguyên tử hydrogen để đáp ứng hóa trị cho một nguyên tử oxygen. Cho thấy cấu trúc của phân tử nước, nước rất quan trọng đối với sự sống, nên chương 3 được dành riêng để trình bày cấu trúc và hoạt động của nó.
một phân tử hợp chất khác là methane, thành phần chủ yếu của khí tự nhiên, có công thức phân tử CH4. Thấy không? CH4 có nghĩa là bốn nguyên tử C, phải không? C4 và H là một, đúng không? Mỗi đó phân tử là một phân tử 4, C 4 và bốn hydrogen. Tử hydrogen. Okay. Bốn nguyên tử hydrogen hóa trị và một nguyên tử carbon hóa trị. Gì? Bốn nguyên tử hydrogen hóa trị. Hóa trị một. Yeah, và một nguyên tử carbon hóa trị 4. Yeah. Ok. Chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều hợp chất khác của carbon ở chương 4. Khả năng hút electron của một loại nguyên tử nhất định trong liên kết hóa trị được gọi là độ âm điện của nó. Một nguyên tử có độ âm điện càng lớn, nó càng kéo mạnh các electron góp chung về phía nó trong các liên kết công hóa trị. À, trong các liên kết cộng hóa trị giữa hai nguyên tử của cùng một nguyên tố, lực kéo electron góp chung về hai phía cân bằng nhau, hai nguyên tử cân bằng về độ âm điện. Kiểu liên kết trong đó các electron góp chung được sử dụng cân bằng được gọi là liên kết cộng hóa trị không phân cực. Không phân cực có nghĩa là không bị chia ra, đúng không? Dạ, là không có lực cân bằng ở giữa và không có kéo về bên nào đó. Rồi có hiểu rồi. Liên kết cộng hóa trị của H2 là không phân cực, giống như liên kết đôi của O2. Tuy nhiên, ở các hợp chất khác, khi một nguyên tử liên kết với một nguyên tử khác có độ âm điện lớn hơn, thì các electron của liên kết không được chia sẻ đều. Thì nó, kiểu liên kết đó được gọi là liên kết... cái bản gì? Kết hóa trị phân cực. À, phân cực. Cái kia là không có phân cực. Là oxy được rồi. Rồi. Thì cái này nó cho mình một cái thí dụ nè. Là nước. Oxygen O có độ âm điện cao hơn hydrogen, nên các electron góp chung bị kéo về phía oxygen mạnh hơn. Điều đó tạo nên sự tích điện âm một phần ở nguyên tử oxygen và tích điện dương ở một nguyên tử hydrogen, cho nên nó mới có H2O. Đúng không? Thì nó phải cần hai hydrogen với là một oxygen mà thôi. Bây giờ những, thấy không? À, những liên kết như vậy thay đổi về tính phân cực của chúng phụ thuộc vào độ âm điện tương đối của hai nguyên tử. Ví dụ các liên kết giữa nguyên tử oxygen với hai nguyên tử hydrogen của phân tử nước là rất phân cực. Oxygen là một trong số các nguyên tố có độ âm điện cao nhất trong số tất cả các nguyên tố. Nó hút các electron góp chung mạnh hơn hydrogen nhiều. Trong liên kết cộng hóa trị giữa oxygen và hydrogen, các electron nằm gần hạt nhân của oxygen lâu hơn so với nằm gần hạt nhân của hydrogen. Vì các electron tích điện âm nên sự chia sẻ không đều các electron ở phân tử nước làm cho nguyên tử oxygen tích điện âm một phần. À, được biểu diễn bằng chữ cái Hy Lạp. Delta với dấu trừ, trừ delta hay delta trừ, và mỗi nguyên tử hydrogen được tích điện dương một phần là delta cộng hay delta cộng. Ngược lại, mỗi liên kết của methane ít phân cực hơn nhiều vì carbon và hydrogen rất ít khác nhau về mức điện tính tích âm. Ủa gì? Cái này ý của nó muốn nói lại là thằng nào là liên kết hóa trị không phân cực là do khác nhau về độ âm điện. Đúng rồi. Oxygen có độ âm điện rất cao, thành ra là cái cặp mà electron góp chung giữa hydro và oxy nó bị kéo về phía oxygen. Mà khi electron mà kéo nó sẽ nằm gần oxygen hơn là hydrogen, thành đúng ra rồi. Là oxygen sẽ bị âm, nên gọi là delta trừ. Ok rồi rồi. Không. Bây giờ cần bây giờ tụi con nhớ nè, dòng một dòng điện nước đó là nó cái bằng gì? Một dòng điện mà đi nước nó nước mạnh có tính dẫn điện đó, nước có tính dẫn điện đó, nó mạnh tới cái mức độ đó, thấy không? Thì con hiểu lại với cái này. Liên kết ion, bây giờ tới cái liên kết ion, trong một số trường hợp hai nguyên tử rất không cân bằng về độ hút các electron hóa trị tới mức nguyên tử có độ âm điện cao,
hoàn toàn giành lấy electron khỏi đối tác của nó. Đó là điều xảy ra khi nguyên tử natri Na11 phản ứng với chloride CN17. Nguyên tử natri có tổng số 11 electron với duy nhất một electron. À. Với duy nhất một electron hóa trị ở lớp tầng ở lớp thứ ba, nguyên tử chloride có tổng số 17 electron với 7 electron ở lớp hóa trị. Khi hai nguyên tử này gặp nhau, electron đơn độc của natri được truyền sang nguyên tử chloride và cả hai nguyên tử cùng có lớp hóa trị hoàn chỉnh. Không? Ok, vì natri không còn electron ở lớp thứ ba nữa nên lúc này lớp thứ hai là lớp hóa trị. Sự truyền electron giữa hai nguyên tử làm dịch chuyển một đơn vị điện tích âm từ natri sang chloride. Lúc này natri với 11 proton nhưng chỉ có 10 electron có điện tích thật là một cộng. Nguyên tử hoặc phân tử tích điện được gọi là ion. Đây là ion cộng. Khi tích điện dương, ion có tên gọi là riêng là cation. Ok, cation là ion cộng. Anion là ion trừ. Nhớ như vậy thôi. Nguyên tử natri trở thành cation là nó cộng. Ngược lại, nguyên tử chloride lúc này thu thêm một electron thừa, có 17 proton và 18 electron, có điện tích thật là một trừ, nó trở thành anion, có ion tích điện âm. Do sự tích điện trái dấu của chúng, các cation và các anion mới hấp dẫn nhau. Sự hấp dẫn đó được gọi là liên kết ion. Sự truyền electron không phải là sự hình thành liên kết, mà nó cho phép liên kết được hình thành vì tạo ra hai loại ion. Nhớ nha. Cái gì? Là cái câu mà con phải giải thích bằng cái liên kết ion đúng chứ? Có nghĩa là cái liên kết đó, nó tạo ra hai loại ion. Cái truyền electron không phải là sự hình thành liên kết, mà nó cho phép liên kết được hình thành. Liên kết được hình thành vì nó tạo ra hai loại ion, một cái ion trọng cộng cái ion trừ nhờ vào sự của electron. Cái câu của nó là dễ hiểu là nó như vậy đó. Bất kỳ hai ion tích điện trái đấu nào cũng có thể hình thành liên kết ion. À, đợi làm tí xíu nha. Hello. À mai đi. Ừ, từ giờ chị cũng chưa tới nhà nữa. Mai trưa đi, mai chiều chiều á. Ừ. Chút nữa đi chị gọi cho em, chút nữa chị nói chuyện với em xong nha. Ok. Ok bye. Rồi. Ion tích điện âm do sự tích điện trái đấu của chúng, các cation và các anion hấp dẫn nhau, cái này đúng rồi ha. Bây giờ bất kỳ hai ion tích điện trái đấu nào cũng có thể hình thành liên kết ion. Các ion được tích điện không phải nhờ sự truyền electron cho nhau. Nhớ nha. Các hợp chất được hình thành bằng liên kết ion được gọi là các hợp chất ion hay muối. Chúng ta đã kết hợp chất ion natri chloride, gọi là NaCl, làm muối ăn. Các muối thường được tìm thấy trong tự nhiên dưới dạng tinh thể có hình dạng và kích thước khác nhau. Mỗi tinh thể muối là sự tích tụ một lượng lớn cation và anion liên kết là bởi sự hấp dẫn điện của chúng và được sắp xếp chồng lớp theo không gian ba chiều, không giống như các hợp chất do liên kết cộng hóa trị thường có kích thước và số lượng nguyên tử xác định. Hợp chất ion không được cấu tạo từ những phân tử theo nghĩa như vậy. Công thức biểu diễn hợp chất ion như NaCl là natri chloride, chỉ có cho thấy tỷ lệ các nguyên tử trong tinh thể của muối là NaCl, tự nó không phải là phân tử mà nó là hợp chất, đúng không? Không phải tất cả các muối đều có số lượng cation và anion bằng nhau.
Ví dụ hợp chất ion magnesium chloride là MgCl2 đó, có hai ion chloride cho một ion magnesium. Cái này khi con làm phản ứng hóa học đó là con phải biết cái này. Con có biết làm cái này không? Khi làm cái thì con phải tính cái ion. Con phải tính cái ion rồi con mới ra được có bao nhiêu cái bằng gì đó, số lượng ion. Ví dụ cái hai ion chloride cho một ion magnesium. Thế cái này tụi con làm thì cái magnesium đó là cái proton của nó là 12, đúng không? Phải mất hai electron ngoài cùng để hoàn chỉnh lớp hóa trị nên nó có xu hướng trở thành cation. Nó trở thành right, mà nên nhớ cation là cộng, dương mà anion là trừ. Với diện tích thật là 2 cộng. Thấy không? Thành ra mình phải biết Mg 2 cộng. Vì vậy một cation magnesium có thể tạo ra liên kết ion với hai anion chloride nè. Thì nó mới cân bằng. Con thấy không? Ok. Bây giờ mà bà nghĩ là mấy em bắt đầu vô rồi đó. Mình đọc hết cái này rồi mình bắt đầu vô cái lớp cho mấy bé đi nha. Lớp này là lớp sinh học. Thành ra riêng... Thanh Sang nè. Thanh Sang, con có muốn tham dự cái lớp này không? Một chút xíu, tại còn có mấy mấy phút nữa là xong rồi bà mới vào lớp kia. Lớp nào vậy bà? Lớp này là lớp sinh học. Lớp sinh học của anh Harry. Con muốn nghe không thì con nghe. Rồi chút 8:30 là bà vào lớp cho mấy tụi con. Giờ bà đang nói về sinh học, về hóa học trong sự sống. Rồi cái thuật ngữ, bây giờ tụi con hiểu ha, là như vậy là một cation magnesium thì thay vì mình gọi cation thì mình gọi là gì? Ion. Ok, bây giờ thôi mấy bé vào rồi giờ mình ngưng cái này đi nha. Mai mình học tiếp. Cứ 5 giờ ở bên bà tới 7 giờ thì bà dạy con cái này. Giờ ở đây là mình đang nói về cation và và anion, gọi là hình thành ra cái rồi bà chào con. Rồi bây giờ mình ngưng cái lớp này và mình vào cái lớp lớp cho các bé, lớp sinh học là tới đây xong rồi. Bây giờ tôi ok. Bây giờ cái cây của bà đó, bà trồng cái khổ qua mà bây giờ bà quay lại đó thì cái hột nó chết rồi. Nó không thành. Bây giờ đưa mấy cái cây của tụi con cho bà coi coi. Cây của Bảo An có trồng cây chưa? Tony có cây nè, mấy nhiều người có cây mọc lên rồi. Rồi Tom, con có trồng cái cây nào chưa? Con có trồng cái hột nào chưa? Con chưa ha. Bây giờ bà nói con làm ha, để bà đi ra bà lấy cái trứng của bà đâu. Đó thấy chưa nè, đưa cho mọi người coi nè, nó lên rồi đó. Con thấy cái lá nó ra chưa? Đây nè Tom, con nhìn vô đây đi. Bây giờ Thanh Sang, những người mà không có vô lớp trong tuần đó, đó bà muốn làm như vậy nè. Đó, để bà đi ra bà lấy cái trứng của bà, cái hột khổ qua nó không lên, nó chết toi rồi. Đó, thấy không? Cái lên cái cây rồi, thấy không? Cây này của con là cây gì? Con trồng cây gì đó Tony? Cây đậu xanh. Cây đậu xanh. Cây đậu xanh là nó ra cái cây giá đó, đúng không? Đó, thấy sai không? Rồi để bữa nào nha, con đừng làm nó chết, con đừng làm mạnh quá nó bị đứt cái rễ nó chết. Rồi bây giờ con muốn ở nhà con có chậu lớn không? Bây giờ con phải kiếm một cái chậu lớn nha, một cái chậu lớn hơn. Con bỏ thêm đất vô, cái con bỏ nó lên. Tại vì cái đầu thì nó leo nha. Cái đầu đó, nó không có mọc là dưới đất. Nó phải leo lên vậy nè. Nó thuộc cái loại dây leo nha. Thì con mới nghiên cứu và muốn chỉ cho con cái loại dây leo nó sẽ phải leo. Nó phải có cái cây đũa hay cái gì cao nó mới quấn lên đó được, đúng không? Đó, con phải tập làm cho nó, làm sao để cho nó leo được, chứ để mà nó bò dưới đất là không được, đúng không? Rồi bây giờ bắt đầu là nó lên cao vậy rồi, là chừng 3 ngày nữa là con phải tìm cách con bỏ ra một cái chậu nha. Bây giờ đưa cho Tom coi đi. Tony, đưa cho Tom coi nó lên cây nè. Rồi đưa cho Tom, đưa cao lên. Tom, bây giờ con thấy không, cái trứng nha, cái trứng sinh mẹ một cái quả trứng. Và con sẽ đập mở cái đầu nó ra cho lớn lớn như vậy. Và cái đuôi của nó cũng, cái đít của nó cho cũng cho nó bằng lại. Chứ không thì nó không đứng được.
rồi con mới đi kiếm một miếng đất, một tí xíu đất con bỏ vào, xong rồi con lấy một cái hộp, hộp nào cũng được, hộp đậu, hộp cam, hộp bưởi, hộp quýt, hộp gì cũng được, rồi con mới bỏ vào trong cái miếng đất đó, từ 3 cho tới 5 ngày thì nó sẽ đâm chồi, nó sẽ nảy mầm lên đó. Và muốn tụi con nghiên cứu cái đó, phải không? Bây giờ Tony đã nhìn thấy thấy nó lên như vậy rồi, thì cái hạt đậu nó tách ra. Bà ơi sao con? Bà ơi cho con hỏi, trồng cây gì cũng được ạ? Trồng cây gì cũng được. Bây giờ mỗi tụi con, mỗi người một cây, mỗi người một cái hộp đó. Trong cái lớp học của bà sẽ có nhiều cái cây khác nhau. Bà ơi, gì con? Bà ơi, trồng ớt được không bà? Được, trồng ớt, trồng chanh, trồng bưởi. Bà làm cái cây khổ qua mà cái hộp nó chết rồi, thành ra giờ bà phải trồng cái khác. Để bà ra bà lấy cái trứng của bà đi, chắc bà chế nước nhiều quá nó chết, nó thúi. Để bà ra bà lấy nha. Rồi bây giờ là mình là thí nghiệm nha. Tuần lễ đầu tiên là tụi con trồng một cái hộp. Bây giờ tụi con cứ cái trứng thôi, tụi con chỉ xin mẹ một quả trứng, chỉ có một quả trứng để mà ươm cái mầm nó lên thôi. Bây giờ tụi con có thể trồng 10 cái hộp nha, mỗi một cái hộp khác nhau. Con ăn một cái trái gì nó ra một cái hộp là con để cho nó phơi khô lên, cho nó khô cái hộp đó đi 2-3 ngày, rồi con làm một cái chậu nhỏ bằng cái quả trứng này nè, để con ươm cái mầm thôi. Con trồng như vậy nè, không có con kiến nào ăn nó, cái cây nó chết được, tại cái cây nó còn nhỏ quá. Mà con đem ra con bỏ ngoài đất ở ngoài đó là bị mấy cái con gì nó ăn đó, thấy không? Thành ra giờ con phải nuôi ở trong cái nhà con, nuôi trước mặt con để con lo cho nó, giống như là nuôi em bé vậy đó, hiểu không? Bây giờ cái hồ của bà nó chết rồi, cho nên nó không lên được cây khổ quá, thấy chưa? Giờ bà phải kiếm cái hồ khác bà trồng. Rồi bây giờ Tony là xong cái cây đậu xanh rồi, phải không? Bây giờ Tony coi ở nhà có ăn cái trái gì không? Thì ăn bất cứ một cái trái gì, trái chôm chôm, trái măng cụt, bất cứ trái gì là phải để dành cái hộp để mà trồng. Hay là trái bơ, hay trái gì cũng được hết á. Cây ớt cũng được. Bây giờ mỗi người đó, mỗi một tuần như vậy. Bơ nó to lắm mà. Bây giờ đầu tiên nó cái trứng cái đã, để mình ươm mầm nó cái đã. Rồi tới khi mà nó được 10 ngày đó, ha, nghe nè, nghe cho kỹ nha. Khi nó được 10 ngày thì con phải kiếm một cái chậu bự, một cái chậu to để mà đem bỏ cái trứng này vào trong cái chậu đó. Cái vỏ trứng này tự nó tiêu ra, mình không có cần phải làm gì hết. Mình không cần lấy cái miếng đất này ra. Mình bỏ cái trứng này vào trong cái chậu có cái đất đó, rồi con làm để cho cái cây nó lớn lên, hiểu không? Đó, bây giờ cái cây đậu thì nó là cái dây, là nó sẽ ra cho con nhiều hạt đậu. Cái đậu rồi tụi con sẽ nhìn thấy cái đậu nó như thế nào nha. Ok, rồi bây giờ bà hỏi nè, khi mà tụi con quan sát thì tụi con thấy nó lên cây, đúng không? Nó lên cây thì nó lú cái hột ra, rồi cái hột đó nó mới tách ra làm đôi, rồi con mới thấy cái lá ở trong, đúng không? Tony có nhìn thấy không? Đâu đưa cái của con đưa ra cho bà coi. Rồi bà sẽ nói con là cái lá nó như thế nào. Đúng không? Rồi bây giờ Tom sẽ trồng cái gì? Cây ớt ha, Tony là cây đậu xanh ha, Thanh Sang con sẽ trồng cái gì? Dạ con trồng cây ớt mà. Rồi Thanh Sang trồng cây ớt, Yến Xuân trồng cây gì? Con trồng đỗ đen ạ. Con trồng đỗ đen, ok đỗ đen. Rồi Yến Xuân trồng cây gì? Harry trồng cây gì? Một chút nữa mình thấy Julie, cái cây của Julie cũng lên mầm đẹp. Dạ, con trồng cây đậu xanh bà ơi. Thôi bây giờ Tony trồng đậu xanh rồi, con trồng cây gì khác đi. Sao con không trồng cây lúa? Thử coi, mình lấy một cái hạt thóc. Thử đi, con lấy 5-7 con có. Trời, con có. Sao? Tony sao? Con không có hạt thóc. Con không có hạt thóc. Bây giờ anh Harry, bây giờ mình phải đi tìm hạt thóc.
Dạ rồi rồi, chỗ con mới cắt lúa ấy, thưa bà. Con đi, đi tìm con lấy một nắm thóc cho nhiều, tại vì cái lúa nó nhỏ lắm, không một nắm thóc, cái con trồng con thử đi, con lấy chừng mỗi mỗi một cái trứng như vậy 2-3 hạt thóc bỏ vô, con làm 5 cái trứng thử coi, mình thử thí nghiệm nghiệm coi mình trồng lúa mình trồng sao mà mình trồng khô, mình không trồng ướt thử coi nó ra gì, thử coi rồi sau này mình trồng lúa mà Rồi thấy mình rồi. làm cực khổ vậy, mình giống như trồng rau muống được không? Bà nghĩ là được chứ gì đâu không được. Tụi con có biết không, ở bên Nhật đó người ta có một cái loại gạo mà nó màu tím, mà nó ăn nó rất là ngon mà nó rất là dẻo. Bây giờ mình phải nghiên cứu đúng không, tại sao nó có màu tím, vậy là nó phải ghép với cái gì đó đúng không. Thành ra bây giờ mình từ từ mình tìm cách mình nghiên cứu coi. Mình bây giờ Harry là trồng lúa ha, trồng gạo đi, rồi có ai trồng trồng gì nữa ha, hạt đu đủ đó, tụi con có ăn trái đu đủ không đó, cái hạt đu đủ nó cũng nhỏ lắm. Rồi cái mình trồng mà đu đủ nó có cây đu đủ cái với cây đu đủ đực, hai cái cây đó nó phải trồng gần với nhau thì mới được. Rồi bây giờ tụi con suy nghĩ nha, có nhiều hạt lắm, mình ăn một trái gì, trái cam, trái quýt, trái gì mình cũng để dành cái hạt để mình trồng. Từ giờ trở đi là cái lớp học của bà Nâu đó là tụi con ăn cái gì là tụi con để dành, mà chỉ xin mỗi lần về là tụi con xin mẹ một quả trứng mà thôi, một quả trứng tụi con làm lấy cái trồng đỏ và trồng trắng ra để tụi con chiên lên tụi con ăn, và lấy cái quả trứng này để làm cái chậu để ươm mầm cái cây được không. Đó là tụi con cố gắng làm đó cho bà nha. Bây giờ mỗi một người vậy đó thì cố gắng trồng cho được tối thiểu là 5 cái cây, có nghĩa là mỗi lần ăn cái gì là phải để dành cái hộp cho bà, mà chỉ trồng trong ươm mầm ở trong cái trứng mà thôi, cái vỏ trứng mà thôi, thấy không. Ok, về Harry là trồng lúa ha, rồi Yến Xuân con sẽ trồng cái gì? Rồi Thanh Sang là trồng cái ớt nè, Harry là trồng Yến Xuân đâu rồi? trồng lúa nè, Bảo An là trồng trồng cái đậu đen nè. Rồi bây giờ tụi con thấy cái cây nó mọc lên đó là nó có cái sự sống ở trong đó, đồng ý không? Mà tại sao cái cây nó mọc lên? Bây giờ mình nói chút xíu nha, mỗi người suy nghĩ nha. Tại sao cái cây nó mọc lên? Tại sao cái hột á, cái hột nó khô như vậy mà tự nhiên nó mọc lên? Đương nhiên nó có cái hóa chất, cái hóa học nó tạo ra thì mới có được sự sống, thấy không? Hồi nãy anh Harry là anh học về hóa học của sự sống, thấy không? Thì bây giờ tụi con suy nghĩ coi tại sao cái hột nó khô queo mà giống như là nó chết rồi, vậy tại sao mình trồng nó lại lên được cái cây đó, suy nghĩ nha. Mỗi người cho bà ý kiến đi. Tony thấy cái cây như vậy rồi tụi con thấy Mình nó như thế nào, mà mỗi ngày nó bồi cao lên phải không Tony, hôm bữa đâu có thấy nó lú lên tới như vậy đúng không, mới có mấy ngày mà nó cao như vậy, mà con có đề là ngày nào không, con bắt đầu trồng từ ngày nào? Nhớ nha, tụi con phải đề cái tên của tụi con và tụi con phải đề cái ngày mà con bắt đầu ươm cái hột để mình biết coi trong bao nhiêu lâu thì nó bây giờ nó là cái cây non, bao nhiêu lâu nó thành cái cây già, rồi bao nhiêu lâu nó sẽ cho mình cái trái. Đó là tụi con phải ghi ngày giờ là nó như vậy đó. Mình muốn làm khoa học gia là mình phải nghiên cứu, thí nghiệm rồi mình mới kết luận được, đúng không? Rồi, nhớ nha. Bây giờ mỗi người suy nghĩ cho bà nè, khi nó lên thành cái cây rồi, bây giờ Tony nghĩ coi tại sao cái cây nó lại lên như vậy? Tại sao mà từ một cái hột khô queo hả, mà con bỏ trong cái trứng rồi con chế nước vô, con làm cho nó ướt mà rồi bây giờ nó trở thành, nó lên ra thành cái cây. Rồi bây giờ Tony nói cho bà nghe coi tại sao con thấy nó làm sao đâu. Mà nhớ nha là phải ươm nó ở trong cái trứng nha, cái quả trứng, xong rồi mới bỏ vào trong một cái chậu, chứ không phải là tụi con lấy một cái hộp hay là một cái chậu trước không. Bà muốn ở trong cái quả trứng, thứ nhất là con ăn cái trứng đó rồi con giữ cái vỏ lại để con làm một cái phương tiện để con trồng một cái cây. Đó là bà muốn tụi con học cái đó, cái cách làm việc đó, chứ không phải mình đi ra mình mua cái chậu rồi mình ra mình mua phân bón rồi mình ra mình làm này, không.
cái này mình thí nghiệm, không cần phân bón, đúng không? Bắt đầu là mình làm sao mình thấy một cái cây non nó sống như thế nào, mà nó phải ở, con phải để nó đi chỗ có ánh nắng mặt trời chứ không nó cũng chết à, thấy không? Rồi bây giờ con thấy cái cây không, con cầm cái cây, Tony đưa cái cây của con cho bà coi, rồi bà sẽ nói cái lá nó nằm ở đâu. À, đưa cây lên rồi con chỉ cho bà coi cái lá nó mọc ra từ chỗ nào. Con coi cái cây của con đó. À, rồi một chút xíu nữa là tụi con vào lại nha, rồi mình tiếp tục nói về cây trồng nha. Rồi cây hôm nay bà nói về cái sự sống, tại sao cái cây nó mọc lên được như vậy, tại sao nó đang là một cái hột khô queo hả, mà tại sao nó mọc lên được cái cây ha? Cái gì xúc tác, cái gì làm cho nó mọc lên được cái cây? Rồi tôi nên suy nghĩ thôi, cái gì làm cho cái cây nó mọc lên? À, Tom con có biết không, cái gì làm cho cái cây nó mọc lên? Con nghĩ là do phù sa của đất và ánh nắng mặt trời. Do phù sa của đất, nhưng mà trong cái trứng này nó đâu có phù sa gì đâu. Đúng không? Nhìn cái trứng của bà nè. Đó. Thấy không? Bây giờ cái cây nè, không, bà hỏi cái cây trong cái cây mà mình trồng nè. Đó, cái cây mình trồng nó chỉ có đất với lại cái miếng này thôi. Tại sao cái hột đó mình trồng của cái cây này mà nó lên, nó sống, ban đầu nó khô queo, mình đâu có nghĩ là nó sống đâu. Cái hột đó tụi con thấy không, cái hột giống nó khô queo hả, làm sao mà mình biết được, tại sao, cái gì làm cho nó sống, cái gì làm cho nó lên cái cây? Dạ nước, oxy và nhiệt độ mà. À đúng rồi, phải có nhiệt độ, nếu nó lạnh quá nó chết queo hả. Thanh Sang nói ha, đúng rồi, nhờ có, đầu tiên nhờ có cái đất, thấy không? Rồi nhờ có cái đất, cái đầu tiên không có cái đất, con để cái hột không vậy nó có lên cây không? Mà như con đi đóng cửa sổ mà. Rồi đi đóng cửa sổ đi. Rồi bà hỏi con nè, bây giờ cái hột mà để như vậy không có miếng đất, nó có lên cây không? Có lên không? Dạ, có nước không thì nó cũng lên đó bà. Không không, đất, chỉ cái hột mà không có gì hết ra để không gì nó có lên cây không? Không, và nó không quay khô quá luôn. Ừ đúng rồi, cho nên nó phải có nước, đúng không? Bây giờ cái rễ đó nó phải bám vào cái đất thì cái cây nó mới đứng lên được, chứ mà bây giờ bỏ nó trong nước không đó thì nó cũng khó mà lên cây lắm. Nước đó nhiều khi nước nó nhiều quá nó cũng úng cái rễ, nó cũng chết, cho nên cái cân bằng cho nó đó thì nó phải ở trong cái đất. Rồi trong cái đất nó có cái độ ẩm nè, thấy không? Rồi độ nóng nè, nóng lạnh nè. Vì cái nóng cái lạnh đó đó mới tạo cho cái hạt giống đó nó bị ẩm ướt, cái nó mới cái bằng gì? À, vì nó ẩm ướt thì nó có nhiệt mùi, nó tác động lên cái hột giống đó thì nó mới cái vỏ của cái hạt giống nó bị bóc tách ra, thì cái nó mới đâm chồi ra và nó bắt đầu cái rễ nó đâm xuống. Thì cái rễ nó càng sâu bao nhiêu thì cái thân của cái cây nó lớn 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 từ từ. Thì cái hột đó nó từ từ nó mới đứng lên, nó mới tách cái hột ra làm đôi, thì trong cái hột đó nó mới lú lên cái lá của nó. Tụi con phải quan sát nha. Và muốn tụi con quan sát là khi mà nó mọc cái lá ra lên, ban đầu nó chỉ có hai cái hột thôi. Rồi nó mới tách cái hột ra thì cái lú nó nhú cái lá lên. Rồi cây lá đó nó từ từ nó lớn, nó lớn, nó lớn. Thì khi nó lớn đó, nó dùng cái ánh nắng mặt trời, cái quang hợp đó, nó làm cho cái lá xanh nó mới nuôi cái cây đó được. Chứ nếu không có ánh nắng mặt trời đó thì cái cây nó sẽ chết. Đúng không? Cho nên nhờ có ánh nắng mặt trời, cái cây nó mới sống được. Bây giờ bà chỉ hỏi là tại sao mà nó có thể nảy mầm lên được, làm thế nào để nó nảy mầm lên được đó, việc suy nghĩ nha, mỗi người tự suy nghĩ cho bà coi. Sao nay có nghe học
đây 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 rồi bây giờ Tony nói cho bạn nghe coi, con quan sát cái cây của con thì con thấy nó làm sao. Tụi con đói là tụi con cứ việc ăn nha, tụi con không cần phải che cái miệng ăn, ăn là phải mở, ăn là phải nhai đúng không, không có cần phải trốn ăn, và cho tụi con ăn mà, tại bà biết giờ này tụi con đói rồi. Bây giờ bà coi mỗi đứa ăn có đẹp không nha. Ăn cho nó đẹp là được rồi, ăn trước mặt người ta là phải ăn cho nó thiệt đẹp. Rồi bây giờ tụi con nhìn nha, bà muốn tụi con quan sát cái sự sống của cái cây, nó bắt đầu từ cái ngày 1, ngày 2, ngày 3, và tụi con phải chờ coi nó lớn nó sẽ như thế nào nha. Cái cây đậu xanh đó là người ta làm giá bằng cái cây đậu xanh, nhớ không? Người ta ăn cái giá đó là mình không có để cho cái cây đó nó lớn. Còn nếu mình để cho cái cây nó lớn đó, thì nó sẽ leo. Nó leo thì nó đi ra những cái hạt, nó cái đậu. Mình không biết nó có phải là đậu gì. Đậu, mình không biết nó sẽ trở thành như thế nào. Thành ra bà muốn tụi con quan sát cái đậu đó nó như thế nào nha. Rồi bây giờ Thanh Sang là trồng cây ớt nha. Trồng cây ớt là con có thể trồng ở trong cái quả trứng, xong rồi tụi con bỏ ra một cái chậu đó là để trên bàn ăn của mình được, nó thành ra cây ớt, thấy không? Bây giờ Thanh Sang muốn trồng cái ớt hiểm hay là ớt đỏ hay là ớt gì, nó có nhiều loại ớt lắm. Dạ ớt đỏ. À ớt đỏ hả? Ok, bây giờ con tính trồng cái ớt đỏ để làm gì? Dạ để thí nghiệm. À để thí nghiệm hả? Ok, bây giờ bà muốn tụi con đi một bước xa hơn nữa nha. Nếu trồng cây ớt đỏ mà nó ra 100 cái trái ớt, nhiều quá, tụi con phải làm gì với 100 trái ớt đó? Dạ khoai khô. Hả? Thanh con sang. Chào bà. Cái hộp ớt của con mới nứt mầm nè. Ồ vậy đó hả, đây nè. À Diana cho mọi người coi nè. Trời đất ơi, ai trồng nó cũng lên cây mà bà trồng cái hột của bà nó chết rồi. Nó không lên cây. À nó nứt mầm rồi đó hả? Hết sảy. Coi cái trứng trứng của Diana nè, đó. Còn coi của Tony nè. À, Tony nè, Tony nó lên cây rồi nè. Đó, Tony đưa cho mọi người coi nè. Đó. Hết sảy. Đó, bây giờ mỗi người khoe cái tác phẩm của mình coi. Rồi bây giờ bà ơi, con có làm cái cần câu nè. Con làm bằng gì? Cái lưỡi câu. À con làm cái lưỡi câu hả? À bằng chỉ, cái mấy cái này gần nhau, còn cái này bằng kẹp. Cái này sẽ là con mồi. À rồi con câu. Không, con bướm nó lại cho nó. À rồi. Con chưa bao giờ câu cá hết. Con nói là ba mẹ cho con đi câu cá nhưng mà ba mẹ không cho. À bây giờ đang dịch thì chưa đi được. Rồi bây giờ Tony là cái cây của Tony lên rồi ha. Diana là cái cây đang lên mầm ha. Bây giờ tới Julie. Mai mốt con sắp đi Úc hả bà? Julie. Apple, cái cây của con đâu Apple? Cái cây của con đâu rồi? Còn Julie đâu? Cây của Julie cũng lên mầm, lên cao rồi phải không Julie? Cây của Tony là lên cao lắm. Rồi bây giờ Thanh Sang trồng ớt. Bây giờ bà hỏi nếu Thanh Sang, cái cây của Thanh Sang có 100 quả ớt thì Thanh Sang sẽ làm gì với 100 quả ớt đó? À đem bán. À đem bán hả? Ok. Ok đem bán. Rồi. Rồi bây giờ tới Hana. Rồi Hana đưa cái cây của Hana cho bà coi coi. Rồi Thanh Sang đó mà trồng được cây ớt. Bà ơi con muốn đốt. Con muốn đối bà cái này nè. À con đối. Thí dụ như cái này chỉ là thí dụ thôi nha. Thí dụ như con trồng cái ớt mà nó lên cái cây rau thì con đối bà tại sao nó là vậy? À con trồng cây ớt mà nó lên cây rau. Đúng không? Con trồng cây ớt. Dạ, thì đi có biết không? À, em đối ăn thì biết luôn á. À trồng cây ớt mà lên cây rau là tại sao nó vậy? Anh nghĩ là cây ớt của em là cây rau rồi đó. Em có nghĩ cây ớt phải là cây rau không? Nãy bà nói anh em biết nè, để em chỉ cho nha. Thật ra sự thật là vậy nè.
tại do ở trong cái đất đó em múc cái đất ra nó có một cái cây non, cho nên nó bị di dấn vào trong cái cây đó đó. Ôi trời ơi. Em nhổ nó ra rồi, em nhổ nó ra luôn, em thấy em ngứa mắt quá em nhổ ra. À trồng cây ớt mà đi kiếm ở trong đất đó, nó có một cây non. À con không trả lời chứ sao con ngồi im rồi. Hả?